Liên quan đến việc một người đàn ông ném tiền tung tóe hết trong quán ăn ở Đà Nẵng, trưa ngày 3 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, ông B, phó trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc sở này đã bị tạm đình chỉ công tác. Theo đó, ngày 2 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã tiếp nhận được phản ánh cán bộ của ngành có hành vi thiếu chuẩn xác lớn tiếng tại cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, qua xác minh nhanh, người trong đoạn clip là ông B. Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của cá nhân nêu trên sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ném tiền tung tóe trong một quán bún TH nằm trên đường Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Sau đó, clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo nội dung trên tài khoản T, do quán của anh Tê đông và có thối cho khách khoảng 16 tuổi tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẳng nên nhân viên mới thối tiền lẻ. Chủ quán và nhân viên này cũng tố vào chiều cùng ngày. Có một nhóm người lạ mặt đến quán tìm chủ và có hành vi đe dọa. Anh Tê, chủ quán cho biết đã tới trình báo cơ quan chức năng.